Rồi, hãy thân chào quý bà con yêu thích chăn nuôi đến với kênh YouTube của Hải nha, đặc biệt là những anh em yêu thích cái bộ môn nuôi gà kéo lúa giống mình nha. Thì hôm nay sau 3 ngày nghỉ Tết, mình chính thức thông báo là nhận đơn, chốt đơn, sau đó tới bữa mùng 6 thì mình chính thức sẽ khai trương và gửi hàng lại cho anh em như lúc trước nha. Rồi thì mình cũng giới thiệu sơ một cái số sản phẩm mà chủ lực bên mình, mặc dù còn một số sản phẩm nhỏ nhỏ nữa nhưng mà mình không có thời gian để đưa lên đâu. Giờ trước tiên là giới thiệu sơ về những sản phẩm chủ lực thôi. Rồi, cái đầu tiên nha là Bitmax siêu thân trọng. Thì cái thằng này nó có tác dụng gì đối với những con gà của mình? Thì đối với những con gà còn nhỏ, nó giúp con gà phát triển khung xương, lớn lên chút nữa thì giúp con gà phát triển cơ bắp, đẹp lông, đẹp lá, màu thích thì nó tươi gói nha. Nói chung là giúp con gà mau lớn. Nhưng anh em mình á, quan trọng hơn cái là những cái con gà ở chế độ mà chuồng một chuẩn bị đi thi á, thường anh em mình vô mồi, và vô mồi á không phải là chất lượng nó ổn định, đôi khi á, mồi sống mồi kém chất lượng, thậm chí anh em mình vô rồi 1-2 ngày sau con gà nó vướng bệnh đường ruột luôn. Cho nên cái thằng này nó chất lượng vô cùng nha, và vô cùng ổn định, cho nên anh em mình sử dụng cái thằng này thay thế vô mồi cho con gà, đặc biệt là chế độ anh em mình vô mồi sống. Thì cái thằng này anh em mình sử dụng cho nó 2-3 ngày là anh em mình cho con gà nó một lần, có thể là sử dụng rút ra nửa c bơm trực tiếp vô miệng gà để cho gà nó uống, hoặc là anh em mình số lượng gà đông đó trộn trực tiếp vô thức ăn luôn. Cứ một nắp này ha, là cho 1 kg thức ăn ngũ cốc gì của gà anh em thường thường cho ăn gì đó thì trộn vô, và 2-3 ngày cho ăn cử, giống như là 2-3 ngày anh em mình vô mồi cho gà một lần. Điều này giúp con gà mình không bị gớt bo trong lúc vô mồi, bên cạnh đó ổn định về đường ruột và giảm cái chi phí mà cái thời gian của mình á, bắt từng con gà rồi mình vô mồi cho nó nghe, mất công nhiều lắm. Đó là sản phẩm thứ nhất. Rồi tiếp theo, cái sản phẩm thứ hai của mình, đây là một cái sản phẩm nói chung là mình vô cùng tâm huyết nha, và giúp anh em mình cái đợt Tết này kéo lúa rất là dữ luôn nha. Z10 C35, bộ này nha, giá vẫn như cũ, chất lượng dữ lắm nha. Nói chung là anh em gọi điện báo tin vui là liên tục luôn nha. Và bản thân mình nói chung là Tết hôm nay là cũng rất là khỏe về cái bộ này nha. Mình đi tới đâu là làm mưa làm gió tới đó. Rồi, bộ sản phẩm thứ hai của mình nha, anh em nào xài rồi thì không được nào chê được nha, còn những anh em chưa xài thì nên trải nghiệm đi. Rồi tiếp theo là cái thằng này cả nhà, giải độc mát gan tan đờm tăng lực nha, đặc biệt là trị được những cái em gà mà khò lâu ngày không hết, đã sử dụng kháng sinh rồi mà vẫn không hết thì cho uống này vô nha. Hơn nữa mùa này là mùa nắng rồi, gà rất là hóc, cho nên anh em mình sử dụng này vô, giảm nóng giảm chết cho gà liền ha, tự động mát gà lên bò. Hơn nữa là những anh em đã xài những loại thuốc mà hỗ trợ tăng lực cho gà mà nó nóng, bổ là nó nóng à, nóng vừa phải thì còn có bo, mà nóng quá hút mức thì bắt đầu nó gớt bo, thì quất này vô ha, mát mẻ như cây được tưới nước vậy đó. Rồi, và cái bộ sản phẩm cuối nha, thì cái sản phẩm này anh em cũng biết rồi, những em gà mà nuôi nó còi cọc, hoặc là những em gà nuôi mà nó mập quá, thì cái thằng này nó vừa chống còi vừa phá còi cho con gà của mình. Bên cạnh đó có tác dụng hay nữa nha, là giảm cân bằng cách là tan mỡ cho gà nha. Những con nào mập cứ cho uống vô nó tan mỡ, giảm cân xuống, gom cơ bắp lại, gân guốc lên và lên bo thôi nha. Nhưng mà lên bo rồi thì cũng phải có lực cho uống này vô, bắt đầu nó lên lực nha, thì nó làm việc rất là tốt. Rồi thì đó là một số sản phẩm chủ lực bên mình, hy vọng cả nhà mình tiếp tục ủng hộ Hải nha. Và cũng không quên chúc cả nhà mình một năm mới có nhiều năng lượng mới, thành công tiếp nối thành công nha. Tạm biệt cả nhà.